Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền 8.0. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 200 đồng tốc cần ship mét nha các bạn, tương đương khoảng 200 đô giống thằng Covid. Đầu tiên các bạn ghi username, email, password, sinh nhật bánh quật và chấp nhận tụi điều khoản. Các bạn lưu ý nha các bạn, username này các bạn ghi chữ thường nha các bạn. Rồi, vì mình có tài khoản rồi chữ thường hoặc là số đầu công nha các bạn. Số không có được chữ qua nha. Rồi, mình có tài khoản rồi mình bấm xin đăng nhập nha các bạn. Rồi mình đăng nhập sàn đó nè các bạn vô wallet rồi coi cái sàn này vô xem tin đi, giao diện nó cũng đơn sơ thôi các bạn, nhưng mà cái lượng exchange, lượng giao dịch của nó qua đứng của nó rất là nhiều, rất là lớn nha các bạn. Nó có giao dịch ETH, BTC này nó rất phải như các trên đây chứ. Tại nhảy như vậy nó không ăn đâu. Thôi vậy cơ mình ấy rồi, các bạn click vào phần link thứ hai của mình nha các bạn. Rồi các bạn dưới tờ link thứ hai mình nó ra một cái giao diện iDrop của nó nhận 200 tốc cần nữa các bạn. 200 tốc cần per mét tương đương khoảng 200 đô. Hiện giá hiện tại giờ còn nữa lên xuống mình không biết nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Red Area Account. Rồi các bạn điền mail vô nha các bạn. Các bạn gì việc điền mail vô đi. Email đăng ký sàn nha các bạn. Nãy đăng ký mình cũng quên nói với các bạn vô mail mà verify nữa. Rồi các bạn ghi click to receive fee. Con này đơn giản như thế các bạn. Rồi các bạn lấy liên kết chia sẻ cho tất cả bạn bè nha các bạn. Con này chỉ có nhiêu đây các bạn ơi, chứ là gọi đó. Urine Hasset Ship Map. Rồi, các bạn lấy liên kết mình chia sẻ cho bạn bè, share lên Facebook, Twitter, email này nọ các bạn. Vậy video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Khi nào tốc cần này trả về mình sẽ làm video thông báo cho tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều luôn.